Chào quý vị, đặc biệt là chào các bạn thân yêu của tôi. Dạ. Thay mặt cho khán giả cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì chính các bạn đã tìm cho chương trình những người thật tài để chia sẻ với mọi người ha. Rồi, một tràng pháo tay dành cho hai đội hôm nay. Còn bây giờ thì một đội sẽ tiến cử người tài hôm nay để giải mã, đó là ai? Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, kính thưa người giải mã, hôm nay đội Xuân Như Cao sẽ là đội tiến cử.
xóa hết những ngày yêu qua. Chỉ còn mình anh ngu ngơ, ta chưa cần mơ, ta chưa yêu thương không vội vã. Mưa ngoan sâu hết những phút thẫn thờ này. Thương em đi giữa đêm lạnh khoảng trời một mình, bỏ lại tình mình theo làn mây. Và nhân vật kỳ tài của đội Con Tìm Kiếm có một biệt tài liên quan tới cây piano này. Nhưng mà là em bật mí nữa là người đó phải nhỏ hơn em. Nhỏ hơn em? Rất xuất sắc luôn là khác, có rất nhiều giải thưởng luôn là khác nữa. Ghê vậy ta. Còn nhỏ hả? Nhỏ tuổi. Thôi coi clip đi. Coi clip đi. Chú chào con. Chào chú Quỳnh Linh và các anh chị ở trong đội B336 á. Quá giỏi luôn ha. Theo chú Quỳnh Linh biết luôn á. Con gặp chú đâu chưa? À, trong lúc giải lao. Giải lao hả? Vậy mà chú tưởng chú nổi tiếng con biết. Ai về con gặp chú trong lúc giải lao. Trời ơi, vậy là chú tào lao rồi. Con tên là Hoàng Kim Gia Bảo, năm nay con 9 tuổi, học lớp 4 và con hiện tại con đang sống ở trong Hà Nội ạ. Con sống ở trong Hà Nội hả? Vâng. Còn chú sống ở trong Sài Gòn. Vâng. Con thấy thành phố Hồ Chí Minh đẹp như Hà Nội không? Dạ, đẹp gần bằng ạ. Gần bằng luôn hả? Bảo nó nghe nè, ở nhà có ai mà làm nghệ thuật giống như em không? Mẹ em thì hát được và đàn một chút. Bố mà chị của em thì cũng đàn được. Nhưng mà cũng một chút rồi ạ. Một chút thôi. Vâng. Nhưng tại sao con đàn nhiều hơn một chút? Dạ, bởi vì con được học từ lúc gần lên lớp 1 ạ. À, wow. Gần lên lớp 1 là học rồi. Năm tuổi mấy học rồi? Con đam mê cái đàn này hay là gia đình con cho đi học? Dạ, thực ra thì con đam mê cái đàn này ạ. Đam mê, thực ra là con đam mê. Hồi trước là em ở Sài Gòn thì chị em có chơi đàn. Em nghe em thích thì em vào em xin chị là em chơi đàn một chút. Thì em thấy cái tiếng đàn nó hay nên là bố mẹ bắt đầu tạo điều kiện cho em học ạ. Chị em? Chị hả? Chị em như nào? Dạ, chị em đẹp với lại chơi đàn hay. Thần tượng của em là em Y Văn Lê, anh Lưu Hồng Quang, Lưu Đức Anh. Còn thần tượng sáng tác nhạc của em là ông Beethoven, ông Mozart, ông Chopin, ông Haydn, ông Handel. Cái tên của con là cái người rất là ấn tượng nha. Vâng. Hoàng Kim Gia Bảo. Vâng. Tên tại sao là cái tên đặt ấn tượng vậy con có biết không? Chắc là cái đó là làm bằng vàng. Em có học trường nghệ thuật nào không hay là chỉ là có người về dạy cho em? Lúc đầu thì có người đến dạy cho em nhưng mà bây giờ thì em học trường Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Con, chú thấy thằng con đàn mà con còn bịt mắt lại nữa. Bởi cái đàn piano nó nhiều phím lắm ha. Vâng. Mình thuộc từng phím là khó rồi. Bấm nhắm mắt lại mà đàn nó thì khó hơn nữa. Tại sao con làm được điều đó, con tập luyện hay như thế nào? Dạ thì tức là mình chỉ cần cảm nhận và mình nhớ vị trí nốt là được ạ. Cảm nhận là sao con? Tức là ví dụ như là nốt đồ ở đây thì mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Cái gì? Nốt đồ ở đây, mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Vâng. Tức là ý con là nốt đồ ở đâu? Nốt đồ ở đâu thì mình cảm nhận nốt đồ ở đó. Ở đâu đây đó, cùng là đồ nằm đâu? Thôi, nốt đồ nằm ở đâu? Vâng. Là mình biết ở đồ nằm ở đó. Vâng. Thì con biết chứ mấy chú chắc đâu biết đâu hả? Dạ thật. Lời đàn thử mấy nốt đó thử coi. Dễ mà. Biết nó nằm ở đâu không? Dạ biết chứ. Thì nó nằm vòng vòng trên cái đàn thôi ạ. À. Thử coi nha. À. Nút đồ, chỉ nút đồ trước. Từ từ. Chỉ nút đồ trước đi còn đàn. Dạ không em. Không, 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 không có đừng có chỉ con. Nè nút đồ nè. Ôi dồi ôi, anh cũng thành nốt. Anh thành nốt hả? Hết hồn. Ngu bậy rồi, bậy rồi. Bậy bậy. Thôi thôi.
Mẹ nốt quá. Cái lúc mình phải tự phá nốt. Bây giờ nè, hỏi bên con là xong rồi đó, con ra con hiểu trình độ âm nhạc rồi đó. Nè, chú Quỳnh Linh là nút này là nút đồ nè. Hả? Còn nút này là nút đền. Đồ phi là đồ phá nè. Anh yêu biển và anh yêu em. Một mái chèo lẻ sóng trong đêm, một con tàu mang cao quá. Đó, thí dụ vậy đó. Hồi nãy trong bài nói nhạc vậy. Vâng, chú có thể làm lại được không? Rồi, chú làm lại nè. Chú làm lại hả? Vâng, cái này này. Này hả? Vâng, nhìn thật ra làm như này. Rồi, mình thử về tài nghệ của hai đội chơi rồi ha. Vâng. Trình độ là coi như không bao giờ khắc phục á. Bây giờ con đang học ở đâu con? Dạ, con đang học ở Hà Nội ạ. Dạ, chủ yếu là con học văn hóa thì tại nhà, còn học âm nhạc thì học tại trường ạ. Ủa sao lạ vậy? Là sao chú không hiểu con? Dạ, tức là bây giờ là con chủ yếu là đang học tiếng Anh và âm nhạc để vài năm nữa là con đi nước ngoài. Văn hóa thì con tự túc tại nhà hết ạ. À, là cô giáo tới dạy hả cho em hả? Không, dạ. Em tìm hiểu trên mạng rồi em học sách. Ủa, ủa vậy, vậy hả? Rồi viết chữ thì sao? Dạ viết chữ thì em học hết được rồi. À vậy hả? Là sao nay có mẹ với bố đây không? Dạ có. Cho chú Linh hỏi mẹ bố một chút nha. Dạ cũng được ạ. Mình nghe cháu hỏi gì à? Cháu nói văn hóa học ở nhà, âm nhạc học ở trường. Ở đây là Linh không hiểu là sao anh? Âm nhạc học ở trường tức là cháu mới thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ở Hà Nội vào tháng 9 năm nay. Từ đầu năm lớp 4 này thì cháu không có đến trường và cháu sẽ tự học ở nhà các cái môn tiếng Việt, các cái môn khoa học, các môn lịch sử, rồi toán, ngoại ngữ bằng tiếng Anh. Cháu không học theo chương trình của Bộ Giáo dục Việt Nam phổ cập và cháu học theo một cái chương trình bây giờ người ta hay dùng là cái trường gọi là hay nói là homeschool, tức là học tại nhà. Con có một khi nào con được ba cho điểm hay là tự cho điểm hay là mẹ cho điểm không? Dạ, hồi xưa thì là mẹ cho điểm. Bây giờ vừa mới đây là con cho điểm và bây giờ là bố cho điểm. Nếu như mà được 500 điểm thì một được một bữa ăn, được một bữa ăn. Nếu như mà được 1.000 điểm thì một được một lần đi chơi. Và nếu như mà được 1.300 điểm thì em được một thưởng một đồ chơi ạ. Hai cái thành quả này là do con thi ở Hồng Kông. Cái cuộc thi đó tên là Asia Pacific Festival. Thì con được giải nhất và giải vàng. Cái cúp này thì con nghĩ rất là xứng đáng bởi vì con đã thi hết sức mình và danh hiệu là người Việt Nam đầu tiên và trẻ tuổi nhất để nhận cái cúp này ạ. Quá tự hào. Chắc là tiếng Anh của em giỏi lắm đúng không? Bây giờ chị hỏi em một câu tiếng Anh xem trả lời được không nhá? Chị đừng có hỏi mấy cái tiếng em không quen. Không, chị nghĩ chị hỏi dễ thôi. Mà bây giờ chị hỏi xong rồi chị đố em luôn nha. So apart from like playing the piano, do you have any other talents like singing or dancing or something? I have the talent like dancing, play dodgeball, basketball, and I don't remember. So can you dance for us right now? Okay. Yeah. But I was having a warning. Maybe you can dance with me, but but I have a warning is this is the random dance. Random dance. Oh. God. Can you ask another person like this one? Yeah, okay, yeah. Lenny. Rồi. Cảm ơn Mai Hoàng Anh. Con xem cái đội của cái bài đó nhảy rồi, con nhảy theo. Con có học nhưng mà cái điều là học là amateur đấy. Ước mơ của con sau này là làm thầy giáo dạy piano ở trên thế giới và... Trên thế giới luôn thầy. Và con có một cái ước mơ khá là to là xây được một cái nhà thông minh, tức là mình có một cái chìa khóa thì nó chỉ có một cái nút thôi. Khi mà mình bấm cái nút đó ở trong cái chìa khóa đó thì từ cái nhà nó sẽ quay thành trường học. Nhưng mà khi mà mình bấm thêm một lần nữa thì từ cái trường học quay thành lại cái nhà. Trời ơi. Tức là
201 ạ. Cho nó gọn á, thấy ước mơ dễ dễ sợ chưa? Bây giờ Gia Bảo biểu diễn cho chú lên mọi người xem đi nào. Mời con. Xuất sắc luôn. Hôm nay con nói cho chú Linh và tất cả mọi người thấy được rằng là tài năng rất tuyệt vời của con ha. Cháu rất là ngoan, tức là nói cái gì cũng già thưa đàng hoàng mà mặt rất là có duyên ha. Hy vọng rằng con sẽ trở thành một nhân tài. Đây cũng là một niềm vui của gia đình mình, niềm vui của tất cả mọi người luôn nha. Rồi chúc con thật học giỏi nè, từ văn hóa cho tới nghệ thuật luôn nè. Chúc con sức khỏe nha. Đây một kỷ niệm gửi tặng cho con. Cảm ơn ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Mời đội Thiên Thần Đỏ. Alo. Alo, chị là ai vậy? Em không nhớ chị hả? Chị Lê Lộc nè. Em nhớ không? À em nhớ rồi. Em tới chưa? Chị khỏe không? Chị khỏe lắm. Ủa mua sắm gì hình hả? Khoan đã. Bây giờ em thử em hát câu gì hay là em nói câu gì đây cho mọi người đoán coi là biết em là ai không nha. Xin chào chú Quyền Linh, xin chào anh Quang Bảo, xin chào chị Lê Lộc và tất cả các anh chị. Em có câu nào đó để nhận dạng ra em không? Chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng, chị ba hôn cưng. Ai đấy mà ai chứ? Biết rồi. Ai vậy mấy đứa? Anh không biết hả? Cúp máy về liền em ơi, cúp máy về đi. Và mọi người coi clip đi sẽ hiểu. Ủa người quen của anh kìa. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Ai ổi? Ai ngồi đúng không? Phải ngồi không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Khoai với chú nào, nào ói chưa có thấy con đẹp không? Xin cùng chào đón bé An Khang. Chào con. Trời ơi, bạn tôi đấy mà. Trời ơi, bé giỏi lắm. Bé kể chuyện nghe cười té ghế. Đâu vậy em kể lại một đoạn ngắn coi. Vậy em là ai mà bao chàng trai nhìn em là sai? Ô là là. Mẹ hát trước đi. Con hát trước đi. Mẹ hát trước đi. Mà thôi dẹp luôn đây. Con ơi, con diễn kịch từ khi nào? Con là độc diễn đúng không? Là một mình con diễn đúng không? Con diễn ba vai. Diễn ba vai luôn. Mấy cái vở mà em diễn á là ai chỉ em vậy hay là em? Dạ chị em. Chị em hả? Thế là ở nhà là hai chị em, là chị là dạy em diễn kịch đấy đúng không? Dạ không, chị em không diễn kịch ạ. Chị em chỉ dắt em đi xong rồi em coi mấy cái xong rồi em thuộc xong rồi chị em dạy thêm cho em thôi. Chị có giọng Bắc rồi. Coi như là đi coi kịch. Cái vở nào là vở em thích nhất? Dạ con thích Tấm Cám. Đúng rồi. Hôm nay con đến đây với ai? Con đến đây với anh rể họ với lại mẹ con. Xin mời mẹ của An Khang cùng với anh rể họ của An Khang. Dạ
À, rất vui khi mà anh chị đưa bé An Khang đến đây tham dự chương trình. Mình đã luyện tập thế nào cho bé vậy anh với chị? Bé có khả năng là bẩm sinh là khi mà nhìn một cái clip hay một cái gì đó ở trong vòng 15 phút là bé sẽ biết được cái nội dung đó và bé sẽ làm lại y chang vậy. Coi như là từ hát xong rồi diễn kịch xong rồi tất cả mọi thứ luôn hả anh? Đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ chỉ bé thêm những cái cơ bản thôi. Còn bao nhiêu cái sườn là bé tự nhớ. Bé có khả năng như vậy. Lần đầu tiên mà cả nhà biết nhận ra bé diễn là bắt đầu từ khi nào anh? Từ khi bé mới có 3 tuổi đi học mẫu giáo. Dạ. Thế thì nghệ sĩ đầu tiên mà bé bắt chước là ai ạ? Nghệ sĩ đầu tiên con bắt chước là cô Yêu Khánh. Cô Yêu Khánh. Bé thích cô Yêu Khánh mà con Khoa Trứng Thành. Rồi, bây giờ cả lớp đọc theo thầy. Và rewind classroom. Hoàng Khả Minh. Hoàng Khả Minh. Quảng Linh. Quảng Linh. Chú mi rìa đi chú ớt. Chú mi rìa đi chú ớt. Trí rải dù mẹn tu tốt. Trí rải dù mẹn tu tốt. Khang ơi, mỗi lần như vậy á là ai tạo hình nhân vật cho em khi lên sân khấu? Dạ thầy với lại chị em ạ. Thầy hả? Thầy dạy về diễn xuất á hả? À, dạ. Thầy là mình luôn. Tại là mình là anh cũng là thầy luôn. À, những cái cuộc thi có các chương trình đó là kịch bản của thầy và chị cùng làm cho bé. Chứ mình sửa bé có khó không? Dạ dễ lắm anh. Nói chung là nói về cái độ mà nghệ về chuyên môn á thì bé không biết nhiều nhưng mà nói ra bé làm được. Thậm chí bé còn dường như là có nhiều lúc bé vui lắm. Em dạy cho bé, em với chị cùng dạy cho bé. Xong mà cái nhắc nó hai lần, cái nó kêu thôi thầy làm đi. Nhắc một lần thôi con hiểu rồi. Nó nạt lại, nó kêu được nhắc nhiều nó một lần thôi. Thông minh lắm. Bây giờ chúng ta nghe thử ban giám khảo của bạn có thực tài nhận xét như thế nào về bé An Khang. Tại vì con nói nhanh quá, không có nghe kịp. Có chỗ nghe được mà chỗ nghe không có kịp. Đây là mà chú bé thông minh đặc biệt. Nhớ thì có thể nhớ được. Nhưng mà thật ra thì tất cả những cái này nó là cảm, nó tôi nghĩ là thuộc lòng thôi. Thì thật ra thì cái chú bé này không thể hiểu cái điều mình nói được. Thuộc là một chuyện nhưng mà nó đặt hồn vào và nó nhả chữ và nó đặt vào như là tổ nhập á. Cái đó là cái mà nó hút hồn tất cả chúng ta mà khi đúng nó rồi. Kết thúc nó đi mà mọi người mới ngơ ngác nó đi đâu á. Cái đó là không không đơn giản chỉ là thuộc đâu anh. Nếu thuộc mà chỉ có bắn không ra ấy thì đúng rồi. Không bao giờ qua được mắt ba diễn viên kịch ở đây hết. Và 100% khán giả như đó đâu. Khang ơi, cái số tiền mà em thắng giải đó, em làm cái gì rồi? Em đem đi về nhà đi học. Giỏi ghê chưa, đem nhà đi học đỡ tiền của bố mẹ ha. Ủa chị ơi, chị có mấy cháu? Em có 3 cháu. 3 cháu. Dạ. Rồi bé An Khang là thứ mấy? Là út ạ. Út hả? Dạ. Rồi hai chị em trước là hai chị hai đó. Chị gái ạ. Hai chị gái luôn. Dạ. Hai chị gái có lanh lẹ mà có giống như học nhanh như bé An Khang không? Dạ cũng lanh nhưng cũng không bằng bé được. Không bằng bé được đúng dạ. không? 3 tuổi bé làm gì mà mình phát hiện ra điều dạ, đó? Dạ chị cứ mở những cái đĩa của những cái nhạc Hàn Quốc á, là bé cũng rất là thuộc. Đi học mẫu giáo thì các cô trong trường rồi dạy rồi cũng rất là khen và bé thì học rất là lanh. Dạ. Không, mình dành cái thời gian tập cho những cái tiết mục đó thì thời gian đâu mà dành cho bé đi học? Dạ, gia đình có lên một cái thờ biểu cho bé là hàng ngày là bé học ở trường từ sáng cho đến chiều. Sau đó là chị sẽ đón bé, dành một ngày dành cho khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho bé vui chơi, tập luyện những cái clip này nọ thôi. À, dạ. Vậy thì được ha, dành dạ. 1 tiếng đồng hồ thôi. Quan trọng là dành việc học nha. Từ nhỏ chắc là Khang cũng đã được tham gia vào sinh hoạt trong nhà thiếu nhi đúng không ạ? Bé tự sinh hoạt của trong trường thì thôi chứ không có nhà thiếu nhi nào hết. Cái năng khiếu này bẩm sinh. Năng khiếu bẩm sinh. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp một cái clip của bé An Khang hát cải lương nha. Wow. Thôi cô nín đi, đừng chu chéo thêm cho lượng giọng. Hôm nay anh lại lên giọng đầu con để bắt bẻ này nọ kia phải không? Về ở phủ đường hay thế? Đây cũng vậy. Ủa lúc đó con quên hay sao Khang? Bạn diễn với con tên gì con còn nhớ không? Kim Thư với lại Tư Điệu. Tư Điệu, Kim Thư hả? Con tập cái vở cải lương nó lâu không? Đợt cái làm chương trình đó thì có sự giúp đỡ của một nghệ sĩ cải lương. Thì bé học trong đám đó bé học cũng nhanh lắm á. Nhưng mà cũng hay quên đầu tiên á.
bắt vô là anh quên, là anh quên lèo luôn một câu luôn. Còn anh nhớ là anh nhớ hết luôn lèo luôn. Thầy cô con có khen học giỏi không? Dạ, hồi lớp 1 thì khen ạ. Lớp 1 thì khen hả? Còn lớp lớn hơn thì sao? Lớp 2 thì... Dạ, ít hơn. Ít khen hơn. Lâu lâu mới được khen chứ. Anh khen lại chú Linh nói nghe nè con. Ở đây, con hứa với chú Linh với mọi người đi, con phải học thật giỏi nè. Con sẽ học thật giỏi lớn để ba con. Mẹ được vui. Hay quá. Làm nghệ sĩ, trước tiên phải học giỏi. Hôm nay con có tiết mục gì để gửi tặng mọi người không? Dạ có. Tiết mục gì con? Cô Ba Sài Gòn. Cô Ba Sài Gòn. Dễ sợ luôn. À, tiết mục này tập lâu chưa? Dạ không, con mới tập. Mới tập, diễn theo mới tập. Chị Đông Nhi chắc mê dữ lắm này. Chị Ba, khỏe không chị Ba? Tôi nghe nói á, dạo này á, thanh nữ có cả đôi tay nữa phải không chị? Cái đó là con Như Ý nó đưa đời. Còn chính cái đời nhà Mai áo dài nổi tiếng nhất cái Sài Gòn. Chị ơi, la 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 la. Má, sáng giờ làm gì đó? Sáng giờ con ở trên lầu con làm gì? Con đi đâu đâu? Má, con nghe đẹp không má? Thì cũng được. Đẹp là đẹp cũng được rồi sao? Má này kỳ quá à. Đúng là con gái vụ như thanh nữ mà. Đệ nhất thanh lịch 3 năm rồi. Chưa ai nhận được danh hiệu này hết á. Má cho con đi thi nha. Con sẽ là một bộ đầm châu Âu đẹp nhất. Và con sẽ là người chiến thắng. Yep. Còn gái thì thanh nữ á. Con gái nhà trước thanh tiên nữ thì bị giỏi cao dài. Giỏi cao dài chứ. Cái đó là điều má muốn ra chứ phải đi thi thố người ta. Đi ra ngoài thi thố với người ta. Cuối cùng thua bởi cao dài. Thua bởi một cao dài. Cái đó là điều má muốn chứ phải con muốn. Không không được gì nữa có nhà này đâu. Má. Thôi thôi thôi, cho thi đi. Cô Ba Sài Gòn mà. Ai yêu cô Ba. Trời ơi, xuất sắc quá con ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá, anh Tư Sài Gòn. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn thầy của bé An Khang. Cảm ơn mẹ bé An Khang. Cảm ơn con rất nhiều, hôm nay duyên dữ lắm luôn á. Một kỷ niệm chương để tặng cho con. Đây, chúc con học thật giỏi nha. Chú Linh vẫn quan tâm là học thật giỏi, sau này trở thành người tài giúp ích gia đình và cho xã hội. Hẹn gặp lại vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 là truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Đẹp trai luôn hả? Ai làm tóc cho con vậy? Trong nhà con có mấy người? Dạ trong nhà con là có 5 người. 5 người. Ba mẹ con, anh hai, con rồi tới Thiên Thư. Ước mơ của con mà trước khi con làm YouTube này đó? Dạ, ca sĩ. Ca sĩ. Oh. Chắc hát hay lắm ha. Chắc hay lắm ha. Because I'm happy clap a lot if you feel like that's what you want to do. Giải mã kỳ tài 20:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7.